sau là đi sách nữa, giờ đấy là cũng học được một kỳ đại học kiến trúc, nhưng mà thấy ngồi vẽ bản vẽ để kiếm tiền, nhưng mà lúc đấy cũng sợ sau này mình học không giỏi nó bão hòa rồi. Đây bố mình ở bên này làm trước rồi mình đi sang đây theo bố mình. Đi sang đây thì lúc đấy là cái ngành xăm nó mới hot ở Việt Nam mình thôi, lúc đấy vẫn chưa hot hẳn. Nhưng mình thấy mấy ông thợ xăm kiếm tiền nhiều á. Một ngày cứ kiếm 10 triệu, 20 triệu chuyện bình thường. Mình cũng có tí năng khiếu gọi là vẽ, là cũng đi học học đâu đó được một tuần là mình đi sang bên Angola này là đi làm luôn. Tại vì xăm những cái hình đơn giản thì học một tuần là đủ rồi, có gọi là biết được kỹ thuật để làm rồi. Xong sang đây vừa làm vừa học thêm, vừa học nâng cao thêm. Dần dần thì mới mở tiệm như ngày xưa sang bên này. Ngày xưa sang bên này đi xăm người ta không xăm. Kiểu họ cũng giống Việt Nam mình ngày xưa ấy, làm gì có lùa đến anh Tiến Nguyễn. Lùa đâu mà lùa mọi người. Đấy anh em xăm kỷ niệm cho nhau thôi. Gọi là anh Tiến gọi là chuột bạch. Mình đang ở nhà mình ở trên thủ đô. Angola thì họ cũng tiếp cận những cái ngành xăm này cũng mới mới đây thôi. Cũng một phần là do mình mang sang. Còn về ngành làm đẹp thì cũng vợ mình cũng cũng làm cũng mang sang cũng phát triển ở bên này. Nên là cũng may mắn là được mọi người đón nhận khá là nhiều. Ngày xưa một tháng thì xăm lông mày hay là làm đẹp cho phụ nữ ở bên này chủ yếu làm móng ấy, chứ còn xăm môi hay là xăm lông mày thì ít. Nhưng mà dần dần mình làm rồi mình quảng bá quảng cáo thì nhiều người tiếp cận đến hơn, thì bây giờ ngành xăm lông mày bên này nó cũng cũng thuộc gọi là phát triển, mọi người cũng biết đến. Đợt tới khả năng mượn là anh Linh lên làm mẫu ấy, PR sản phẩm quảng bá cho Lam. Ngày xưa mở cửa hàng ra làm có khi cả tháng mình chả kiếm được đồng nào, cả tháng có khi còn không có khách. Thực ra bên này làm về cái ngành xăm này nó cũng khó hơn Việt Nam mình ấy, nó khác hoàn toàn luôn. Vì cái nền da của họ khác, cái phong cách của họ cũng khác, mình lại phải theo cái phong cách của bên 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 châu Phi bên này cơ, họ thích kiểu khác. Đúng rồi, hôm nào anh ngợi mang anh Linh Philip này cho em để em làm cái video quảng cáo ấy. Có nhà mình có cả tiêm filler các kiểu.
mình trồng mấy cây mình trồng tí nữa ra trồng mấy cây dưa chuột này. Đây mọi người nhìn nè, khoe mọi người mấy cái dưa chuột của mình này. Đấy, tí nữa là mình tách chậu, đi tỉnh mất chục hôm mà nên là chưa tách được chậu. Trời, trồng nó lên luôn này. Đây là trồng rau cải để thỉnh thoảng ăn mì tôm. Đâu Điệp đâu? Cây này tốt nhỉ. Đây là mấy loại giống dưa chuột luôn đấy. Ở bên này mình trồng hành, cây khế, cây cóc này. Đấy. Đây là cây hú chó. Đây là khu vườn của mình, vẫn còn đang thiếu đất, hôm nào xuống bản xin thêm ít đất. Cũng bậc hà nhé mọi người. Cây khế mà hôm bữa mình có mang lên đại sứ quán một cây. Cây đấy ra quả rồi mọi người. Hôm nào lên trên đấy mình livestream cho mọi người xem. Nhưng mà đất ở trên thủ đô này, đất nó kiểu dạng đất cát, trồng cây nó cứ bị cằn cằn, nó không lên. Mình hay thích chiều chiều ra đây trồng cây, tưới cây. Hay tí làm cho cái dàn, có ra ngoài này làm cái dàn.